Lạc Sơn, bên cạnh đó thì chị Hà Châu ca sĩ dẫn viên thanh nhạc con thứ năm nhà Phượng Sơn, và bên bước lên là Bình Chinh cháu ngoại của nhà Phượng Sơn. Và như vậy tập đoàn Hạnh Non có thành lập là Cao Bắc Sơn là do những người thân của nhà Phượng Sơn thực hiện, đồng thời cộng tác với ca sĩ Đức Phượng, con gái của nghệ sĩ nhân dân Úc Trà Ôn và những người điện ảnh Quỳnh Bá Thành. Đặc biệt đến với hội nghị này, chúng tôi sẽ được giới thiệu đến quý vị người quản lý phòng kinh doanh thu nhập và cô phó tổng giám đốc Lê Nga. Số điện thoại 0938109459900. Ngày nắng ở đây, cô Lê Nga sẽ trao đổi với quý vị một chút về vấn đề liên kết với công ty. Và còn giờ thì chúng nói chương trình thì đoàn tình ca Bắc Sơn đại diện ca sĩ Bích Phượng xin được quý vị một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhà sĩ Bắc Sơn được mang tên Còn Thương Trong Nắng Mộng Sao Hè. Xin mời quý vị.